Xin mời cộng đoàn cùng đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đám ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba nơi nghe lời con thiết tha, tình thương nên ấm u con ngày đêm, nhuần thâm xác hồn tràn lan ơn thiên. Lạy Chúa, Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nan chịu chết vì con mà con đã cả lòng phán nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghép mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chưa cái và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Mời cộng đoàn ngồi. Phép lành hạt năm sự vui. Thứ nhất thì ngắm Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, tái xin cho được ở khiêm nhường. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dân Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria
Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần nhờ Chúa thương xót hơn. Thứ hai thì ngắm Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isabel, tại xin cho được lòng yêu người. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc
Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần nhờ Chúa thương xót hơn. Thứ ba thì ngắm Đức Bà, xin Đức Chúa Giêsu nơi hang đá, ta hãy xin cho được lòng khó khăn. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Xưng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần nhờ Chúa thương xót hơn. Mời cộng đoàn đứng. Lạy ơn tòng lành thiên thần Mi-ca-ên, xin giúp chúng con trong cơn giao chiến, đánh phá sự hiểm ác mưu sâu quỷ dữ. Chúng con sắp mình nguyện xin Chúa che chỉ nó, cùng xin nguyện soi cơ binh trên trời, lấy quyền phép Chúa mà hạ Sa-tan cùng các quỷ dữ đang rong ruổi khắp thế làm hại các linh hồn. Xin bắt chúng giam cầm trong hỏa ngục. Amen. Lạy Thiên Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin củng cố đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu quan phòng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vì lương y đầy quyền năng và lòng thương xót. Xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quan đãi, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khấn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ la vang truyền cầu. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen. Tôi thầm tin rằng sự chết hay sự sống, dù thiên thần thiên phú, dù hiện tại tương lai hay quyền năng, tôi thầm tin rằng dù là muôn chiều sâu, dù là chào toàn thể quý bà và anh chị em. Ngoài những ý chỉ trong tuần, chúng ta
có thêm vài ý chỉ cho thánh lễ hôm nay. Xin cho linh hồn Alfonso Trung Hồng Sơn mới qua đời tại Việt Nam, linh hồn Maria Goretti Lê Thị Cầm lễ dỗ 50 ngày, linh hồn Paulo Lê Văn Hòa, linh hồn Francisco Xavier lễ dỗ, và chúng ta xin có người xin bổn mạng cho con là thánh là bổn mạng thánh Paulo. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Quý bà và anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta mừng kính hai thánh là hai cột trụ trong giáo hội của chúng ta, thánh Phêrô và thánh Phaolô. Theo bước chân của các ngài, một vị thành lập giáo hội cũng như một vị rao giảng tin mừng, chúng ta sống cuộc đời của Kitô hữu có hai khía cạnh, là một cộng đoàn của chúng ta, cũng như là chúng ta là những người làm chứng và rao giảng tin mừng cho Chúa. Vì thế chúng ta xin Thiên Chúa tha thứ những lỗi lầm trong cuộc sống, những lần mà chúng ta không xứng đáng với đức tin của chúng ta, để chúng ta cùng nhau xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô. Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa. Chúa xót tội
trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng. Có Chúa là đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang, Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con được vui mừng hoan hỷ nhân ngày đại lễ kính thai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Chính nhờ các ngài hội thánh đã bắt đầu đón nhận đức tin, xin cho hội thánh cũng luôn trung thành tuân giữ lời các ngài giảng dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống hiền trí cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài đọc 1. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Thời ấy, vua Herode ra tay ngược đãi một số người trong hội thánh. Nhà vua đã cho chém đầu ông Giacôbê là anh ông Gioan. Thấy việc đó làm đẹp lòng người Do Thái, nhà vua lại bắt cả ông Phêrô nữa. Bấy giờ đang là tuần lễ bánh không men. Bắt được rồi, nhà vua truyền tống ngục và giao cho 4 tốp lính canh gác. Mỗi tốp gồm 4 người, định sau lễ vượt qua sẽ điều ông ra cho dân chúng. Đang khi ông Phêrô bị giam giữ như thế, thì hội thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết cho ông. Trong đêm trước ngày bị vua Herode đem ra xử, ông Phêrô ngủ giữa hai người lính và bị khóa vào hai cái xiềng. Trước cửa ngục lại có lính canh. Và kìa, thiên sứ của Chúa đứng bên cạnh ông và ánh sáng chói rực cả phòng giam. Thiên sứ đập vào cạnh sườn ông Phêrô, đánh thức ông và bảo: "Đứng dậy mau đi." Xiềng xích liền tuột khỏi tay ông. Thiên sứ nói tiếp: "Thắt lưng lại và xỏ dép vào." Ông làm như vậy, rồi thiên sứ lại bảo ông: "Khoác áo choàng vào và đi theo tôi." Ông liền đi ra theo ra, mà không biết việc thiên sứ làm đó có thật hay không, cứ tưởng là mình thấy một thị kiến. Qua vọng canh thứ nhất, rồi vọng canh thứ hai, thiên sứ và ông tới trước cửa sắt thông ra phố. Cửa tự động mở ra trước mặt hai người. Ra đến ngoài, đi hết một đường phố, thì bỗng nhiên thiên sứ rời khỏi ông. Lúc ấy, ông Phêrô mới hoàn hồn và nói: "Bây giờ tôi biết thực sự là Chúa đã sai thiên sứ của người đến, và người đã cứu tôi thoát khỏi tay vua Herode và khỏi mọi điều dân Do Thái mong muốn tôi phải chịu." Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Đáp ca: "Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng người trăng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diễn vì Chúa, xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng danh người. Tôi đã tìm kiếm Chúa
và người đáp lại, giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hơn hở, không bao giờ bẽ mặt hồ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khôn. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. Sư thần của Chúa đóng trại chung quanh để giải thoát những ai kinh sợ người. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy, hạnh phúc thay kẻ ẩn nau bên người. Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. Lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê. Anh em thân mến, phần tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế. Đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị thẩm phán chí công, sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong ngày ấy. Và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi người xuất hiện. Mọi người đã bỏ mặc tôi, nhưng có Chúa đứng bên cạnh. Người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành, và tất cả các dân ngoại được nghe biết tin mừng. Và tôi đã thoát khỏi nanh vuốt sư tử. Chúa sẽ còn cho tôi thoát khỏi mọi hành vi hiểm độc, sẽ cứu và đưa tôi vào vương quốc của người ở trên trời. Chúc tụng người vinh hiển đến muôn thuở muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia, alleluia. Anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và quyền lực tứ thần sẽ không thắng nổi. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm khi Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác là cho là ông Jeremia, hay một trong các ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là cha của thầy đứng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Quý bà và chị em thân mến, tôi xin mượn lời của Thánh Phaolô trong thư gửi Timôthê hỏi quý vị như thế này: nếu chúng ta đứng trước mặt mọi người, hoặc là thậm chí chúng ta đứng trước mặt Thiên Chúa, chúng ta có thể nói như Thánh Phaolô hay không? Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững đức tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Quý bà và anh chị em thân mến, cái lễ hôm nay
là một lễ chúng ta cử hành để kính trọng hai cái cột trụ ở trong cái đạo của chúng ta. Hai cột trụ là hai cái gương mẫu cao cả nhất mà chúng ta sống. Ví dụ như thế này, quý bà và anh chị em, tôi nghĩ rằng chúng ta ai cũng đã thử qua cái buffet. Một nhà hàng buffet nó có rất là nhiều đồ, có đồ ngon, có đồ dở. Tôi nhớ có đi hai lần, một lần với cả đoàn, một lần với một đoàn thể khác, đi cái Spoon and Fork buffet ở bên Brampton. Có nhiều đồ rất là ngon, nhưng có những món cũng dở, cũng tầm thường. Và khi chúng ta ăn một buffet như vậy thì chúng ta lựa những cái món gì mà chúng ta thích, ngọt hoặc mặn hoặc cay hoặc chua, mà nó hợp với cái khẩu vị của chúng ta và chúng ta ăn. Chúng ta không bao giờ đụng tới những món mà chúng ta không thích. Nhưng quý bà và anh chị em, đạo theo một đạo theo cho tới cùng, theo như hai vị thánh mà chúng ta có hôm nay, không phải là một cái buffet chúng ta vô, chúng ta lựa những cái gì chúng ta thích, chúng ta theo, lựa những gì nó hợp với khẩu vị của chúng ta là chúng ta tin. Không bao giờ chúng ta nghe hai vị thánh này sống một đời sống đức tin. Theo Chúa Kitô nó có những cái thăng trầm. Chúng ta được kêu gọi giữ vững đức tin để rồi chúng ta như thánh Phêrô, quý bà và anh chị em, không những đức tin của chúng ta, của từng người của chúng ta nó lớn mạnh, nhưng chúng ta củng cố đức tin của mọi người xung quanh của chúng ta. Tuy rằng chúng ta nghe trong cái đời sống của thánh Phêrô qua những cái sách Tân Ước thì thánh Phêrô đã sa ngã biết bao nhiêu lần, quý bà và anh chị em, đến nỗi mà ngài đã chối Chúa Kitô, nhưng ngài vẫn giữ vững đức tin. Chúng ta là những người yếu đuối như thánh Phêrô, nhưng rồi chúng ta noi gương thánh Phêrô để chúng ta theo cho tới cùng. Chúng ta noi gương thánh Phaolô để chúng ta rao giảng tin mừng, quý bà và anh chị em, qua lời nói, qua việc làm và thậm chí qua cái sự suy nghĩ của chúng ta. Để rồi cái một cái đạo mà chúng ta theo, một đường lối mà chúng ta đến với Thiên Chúa không phải như là một cái nhà hàng buffet. Chúng ta không có cái chọn lựa. Chúng ta theo là phải theo 100%, theo cho tới cùng. Để rồi chúng ta như thánh Phaolô chỉ có đợi một cái vòng hoa mà Thiên Chúa ban tặng cho những người công chính. Con dâng lên Ngài lòng cảm mến vô biên, con dâng lên Ngài ôi trái tim dịu hiền. Chúa ơi, tình Ngài cao hơn thái dương, chứa chan bao tình mến thương. Con dâng lên Ngài trọn thân xác tâm tư, đã bao nhiêu lần ghi dấu chân mịn mờ. Chúa ơi, tình Ngài cao hơn thái sơn, chứa chan bao tình mến thương. Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ Phật của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con dâng những của lễ vật này để tôn vinh danh Chúa. Xin Chúa thương nhận lời hai thánh tông đồ cầu khẩn và ban cho chúng con được sốt sắng cử hành lễ tạ ơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn
Chúa chúng ta thật là chính đáng. Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Hôm nay Cha cho chúng con được vui mừng trong ngày lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Cha đã sắp đặt để thánh Phêrô là người đầu tiên tuyên xưng đức tin, thánh Phaolô là người làm sáng tỏ đức tin, thánh Phêrô thiết lập hội thánh tiên khởi cho người Israel, thánh Phaolô là thầy giảng dạy muôn dân. Như vậy các ngài đã dùng đường lối khác biệt để quy tụ một gia đình duy nhất cho Đức Kitô, nên các ngài đáng được thế giới ngưỡng mộ và được lãnh nhận cùng một triều thiên vinh quang. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và không ngừng tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa cả đạo bình, trời đất đầy vinh quang Chúa. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giáo Mục Thomas chúng con, cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại. Và chúng ta nhớ tới những người đã qua đời trong cộng đoàn của chúng ta, những ý chí chúng ta dâng lên Chúa trong tuần này, đặc biệt những linh hồn mới qua đời cũng như lễ dỗ mà chúng ta nhớ tới.
và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ, đặc biệt thánh Phêrô và Phaolô mà chúng con kính nhớ hôm nay, và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Quý bà và anh chị em hãy chúc bình an Chúa cho nhau. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây tri Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho chúng ta được mời tới dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang chưa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong bí tích mình thánh. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao thương Chúa vào linh hồn con. Nhưng bởi vì bây giờ con không thể rước Chúa được, thì xin Chúa
vào linh hồn con cách thiêng liêng. Chẳng khác gì như con được rước Chúa thật. Con xin đón rước Chúa, cùng kết hợp làm một với Chúa cho trọn. Xin Chúa đừng để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Con tin thưa Thầy là Đức Kitô, con Cha trên trời, bằng sông thiên thu. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thánh thể bồi dưỡng chúng con. Xin dạy chúng con sống trong giáo hội như các Kitô hữu đầu tiên, là chuyên cần tìm hiểu giáo lý các tông đồ và siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, để chúng con yêu mến Chúa hết lòng và nhờ đó được đồng tâm nhất trí với nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúng ta đi bình an. Tạ ơn Chúa. Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, đầy muôn ơn phước, ngời trói vạn hào quang, muôn vạn thần thánh không ai sánh bằng. Đức Chúa Trời đã đoái thương trọn mẹ, tinh tuyền thánh thiện, sinh đấng cứu độ muôn loài. Mẹ đã chọn La Vang mà hiến đến, cứu giúp hộ phù tổ tiên chúng con lươn giao, giữa thời ly loạn cấm canh, khôn khổ trăm bề. Từ ấy gót chân mẹ bước đến, vẫn mãi đầy ơn thiêng, ơn phần hồn, ơn phần xác, người bệnh tật, kẻ ưu phiền. Nào ai cầu khấn mà mẹ không nhậm lời. Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, Mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời, cũng là Thánh Mẫu loài người chúng con. Cúi xin xuống phước hải hà, đoái thương con cái thiết tha van nài. Xin cho chúng con tâm lòng từ bi nhân hậu, đại lượng bao dung, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Xin Mẹ phù hộ chúng con luôn sống đức hạnh, đầy lòng cậy trông
và sau cuộc đời này. Xin cho chúng con được về sống bên mẹ, hưởng vinh phúc trong Chúa ba ngôi muôn đời. Amen. Chúng con trong cài đặt thánh đức mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơ gian nan thiếu thốn, đức nữ đồng trinh hiền vinh sáng lang. Hằng chứa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy ra thánh trái tim đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thanh cực tình rất thanh đức bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thân sạch đức bà Maria, trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Lạy đức mẹ La Vang, cầu cho chúng con. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Lạy các thánh tử đạo Canada, cầu cho chúng con. Nhân Cha và Con và Thánh Thần.